Xin chào mọi người, mình là Thuận, chào mừng mọi người đã trở lại với channel Bỉm Sữa của mình. Video này sẽ là series tiếp. Xin chào mọi người, mình là Thuận, chào mừng mọi người đã trở lại với channel Bỉm Sữa của mình. Đáng lẽ video này sẽ là những tập tiếp theo một chút. Ôi trời trời trời. Nít rồi. Nít. Xin chào mọi người, mình là Thuận, chào mừng mọi người đã trở lại với channel Bỉm Sữa của mình. Video ngày hôm nay đáng lẽ sẽ là những video tiếp theo trong series Peanut Ăn Dặm, nhưng mà mình lại nhận được rất là nhiều tin nhắn của mọi người hỏi về các sản phẩm chăm sóc bé, những sản phẩm mà mình đã sử dụng cho Peanut, và mọi người có yêu cầu mình làm video về tủ thuốc cho bé sơ sinh. Cho nên là video ngày hôm nay thì mình sẽ làm về chủ đề tủ thuốc cho bé sơ sinh, những sản phẩm mà mình đã sử dụng cho Peanut nha. Đầu tiên mà mình muốn giới thiệu đến mọi người đó là vitamin D. Thì đây là một vitamin rất quan trọng và được khuyến cáo sử dụng cho bé từ lúc sơ sinh. Khi mà mình sinh Peanut từ bệnh viện trở về nhà thì bác sĩ đã kê đơn cho mình vitamin D rồi. Và vitamin D thì có tác dụng là giúp cho bé tăng khả năng hấp thu canxi và phối phát tốt hơn, tránh còi xương đó mọi người. Mỗi ngày thì một ngày bé sơ sinh cần một lượng là khoảng 400 IU. Thì mình đang sử dụng Baby D Drops, thì 400 IU đó sẽ tương đương với một giọt. Và loại này là của Mỹ. Trong một lọ này thì ở đây ghi là có 90 drop, có nghĩa là 90 giọt. Mình sẽ sử dụng được khoảng 3 tháng. Thì vitamin D rất là cần thiết và được bác sĩ khuyến cáo là mọi người sẽ sử dụng cho bé ngay từ khi sơ sinh, và tất cả các bé đều nên được bổ sung vitamin D. Ngoài ra thì mình thấy là một số mẹ thì có bổ sung thêm cho các bé canxi hay là sắt, thì mình nghĩ là cái này mọi người không nên tự ý bổ sung mà nên hỏi ý kiến của bác sĩ và theo sự chỉ dẫn của bác sĩ, chứ đừng có bổ sung lung tung không cần thiết, và cái gì nhiều quá hay là dư thừa thì cũng không tốt nha. Sản phẩm tiếp theo mà mình không thể thiếu hàng ngày đó chính là nước muối sinh lý. Hiện tại mình đang sử dụng natri chloride 0.9% của Phạm Medic, là lọ này. Mọi người có nhìn thấy rõ không? Đây, thì mọi người có thể dễ dàng mua được những lọ nước muối sinh lý này ở ngoài các hiệu thuốc Tây, rất là rẻ, hình như là khoảng 2-3 ngàn một lọ thôi. Và mỗi lần mua thì mình mua vài chục ống để dành, bởi vì dùng hàng ngày luôn mọi người, và dùng rất là nhiều. Khi mà bé vừa sinh ra thì ở bệnh viện đã kê đơn cho mình là hãy nhỏ mắt và nhỏ mũi cho bé từ 4 đến 6 lần một ngày. Bởi vì hệ hô hấp của bé khi mà mới sinh á, thì còn yếu và bé hơi khó thở hay khò khè, và mắt của bé thì hay mờ á. Cho nên là cứ mỗi lần bé ngủ dậy là mình lại nhỏ mắt cho bé và nhỏ mũi cho bé. Và đặc biệt là khi mà các bé bị sổ mũi thì mình rất là thường xuyên sử dụng nước muối sinh lý để nhỏ vào mũi của con, sẽ làm cho cái dịch nhầy trong mũi mềm ra, và sau đó lấy tăm bông để ngoáy ra cho con. Và khi mà bé nghẹt mũi thì cũng có thể sử dụng nước muối sinh lý để làm thông cái đường thở cho con nữa. Hôm trước thì cũng có mẹ hỏi mình là trong trường hợp bé bị sổ mũi cảm thì làm như thế nào. Thì rất là đơn giản thôi, mọi người sẽ sử dụng nước muối sinh lý để nhỏ mũi cho bé. Mọi người có thể nhỏ 3-4 lần hay là 5 lần một ngày cũng không sao, bởi vì nước muối rất là lành tính. Sau khi nhỏ mũi để làm mềm cái dịch nhầy trong mũi xong thì mọi người sẽ dùng cái đồ hút mũi để hút mũi ra. Đây là cái đồ hút mũi, một đầu sẽ để vào mũi của bé và một đầu là miệng của mình sẽ hút ra. Thì đồ hút mũi này mọi người có thể dễ dàng mua được tại các cửa hàng mẹ và bé, rất là rẻ, hình như là vài chục ngàn thôi, và nó rất là hiệu quả luôn á mọi người. Thì mình thấy là đối với những bé sơ sinh dưới 3 tháng tuổi á, thì mỗi ngày chỉ nên hút một lần thôi để tránh làm khô cái niêm mạc của con, và lúc đó mũi của bé cũng còn nhỏ, cho nên là mình cũng hơi sợ Peanut đau. Còn đối với Peanut, khi mà Peanut lớn hơn một chút xíu á, tầm khoảng 5-6 tháng thì ngày mình có thể hút 2-3 lần. Và khi mà mũi quá nhiều á, thì mình hút ra có khi được cả ống dài luôn. Sẵn nói về chuyện sổ mũi, thì mình có sử dụng loại bông này để lau mắt, lau mũi cho Peanut khi mà nhỏ mắt hay là nhỏ mũi và nước mắt nó mũi chảy ra đó, thì mình sẽ dùng bông để lau. Đây là bông Baby Mopi của Thái Lan, được làm 100% từ cotton, và mình cũng rất là thích cái loại bông này vì cái khi mà lau á, cái sơ bông nó không có nhiều. Có một số loại bông mà mọi người mua á, mọi người lau nó sẽ, mọi người sẽ thấy là cái sơ bông này nè nó dính ra, nó mắc ra mũi của con á, nhưng mà cái bông Mobi này thì mình thấy nó rất là ít dính. Cái loại này mình mua là miếng to, nó sẽ to như vậy,
Và để tiện sử dụng hơn thì mọi người có thể cắt nhỏ. Mình cắt nhỏ ra và mình để trong bọc như thế này. Một lần lau thì lấy một miếng nhỏ và nó sẽ tiện hơn. Còn khi nào cần lau nhiều thì mới lấy miếng to. Vẫn tiếp tục chuyện sổ mũi, bởi vì các bé rất là thường xuyên bị khò khè, sổ mũi, cảm cúm, cứ thỉnh thoảng một vài tháng thì lại bị một lần. 9 tháng nay thì Binet bị khoảng 3 lần. Cũng không nặng, Binet bị thường khoảng vài ngày, 4-5 ngày là hết. Thì cái đợt gần đây nhất là hồi 8 tháng rưỡi, thì cái đợt này mình thấy bị nặng hơn hai đợt trước, bởi vì mũi rất là dịch mũi rất là nhiều và Binet thì chưa có biết hỉ ra, cho nên là con nuốt xuống và chảy xuống cổ họng luôn. Thì khi mà xuống cổ họng sẽ thành đàm và gây ho, thì khi mà ho là ói ra, ói là sữa, ói ra đồ ăn luôn. Nên là mình mới đưa Binet đi bác sĩ, thì bác sĩ có kê cho mình một cái chai C-Sat này. Cái chai này cũng rất là rẻ, hình như là 30-30 mấy ngàn thôi. Đây là nước biển sâu, có tác dụng là loại bỏ gỉ mũi, chất nhầy nhờ cơ chế xịt phun xương, tạo các hạt mịn để dễ đi sâu vào khoang mũi, giúp thông thoáng, dễ thở và tạo cảm giác mát dịu. Ngoài ra thì còn có tính chất sát khuẩn, kháng viêm, cho nên có thể phòng ngừa sổ mũi, ngạt mũi và viêm xoang nữa. Cách xịt mũi này thì sử dụng cho các bé từ 6 tháng tuổi trở lên. Mọi người nhìn là cái chai này thì nó có thiết kế cái ống xịt. Thì khi mà xịt, mọi người đừng xịt thẳng vào mũi mà sẽ xịt bên cánh mũi, sẽ làm giảm đi cái lực đẩy mạnh vô trong, thì bé sẽ đỡ bị giật mình và đỡ khóc hơn. Mình thấy cái chai này rất là hay nha. Mình xịt cho Binet á, khi mà mình xịt vô á thì bắt đầu nước mũi nó sẽ chảy ra, bởi vì nó làm mềm đi cái nước mũi đặt bên trong á, thế là nước mũi sẽ chảy xuống và mình sẽ dùng bông mình lau đi thôi. Thì mình trước khi đi ngủ mình xịt cho Binet và mình thấy là Binet ngủ rất là ngon, không có còn bị khò khè nữa luôn. Cái chai này á thì mọi người có thể dùng một ngày 3-5 lần, mỗi lần xịt 3-5 xịt vào trong mũi liên tục. Mình dùng cho Binet chỉ có khoảng đâu 2-3 ngày là Binet hết hẳn hoàn toàn và không còn bị sổ mũi nữa luôn. Ngoài ra thì đối với những bé mà nghẹt mũi, sổ mũi và đàm nhớt quá nhiều á thì mọi người nên cho bé đến bác sĩ để rửa mũi, hoặc là mọi người có thể rửa mũi tại nhà nếu như mà mọi người biết cách rửa. Đợt vừa rồi mình cũng có cho Binet rửa mũi tại phòng khám. Trời, lúc đó Binet khóc rất là nhiều á, tại vì khi mà được xịt mũi thẳng vô trong này nè thì cảm giác nó rất là khó chịu, kinh khủng luôn. Bác sĩ dùng chai nước muối sinh lý và xịt thẳng vào mũi thì các chất dịch sẽ đẩy từ bên này sang bên này và chảy ra ngoài. Binet khóc kinh khủng lắm, tội lắm, thì rất là thương. Cho nên là mình không dám làm ở nhà là vậy, cho nên mình phải mang ra phòng khám. Nếu mà mẹ nào biết cách rửa mũi tại nhà thì mọi người cũng có thể làm tại nhà. Tuy nhiên thì mọi người hãy làm đúng cách, bởi vì bác sĩ có dặn mình là nếu mà làm không đúng cách thì những dịch nhầy nó lại sặc ngược vào trong á, thì sẽ nguy hiểm cho bé nha. Sản phẩm tiếp theo mình muốn giới thiệu với mọi người đó là men vi sinh BioGaia Protectix. Thì mọi người còn nhớ trong video chăm sóc bé sơ sinh mình có kể cho mọi người, khi mà Binet được 2 tháng rưỡi á, thì có một lần Binet đang ngủ ban đêm và tự nhiên đang ngủ giật mình dậy và khóc thét lên kinh hoàng lắm, và khóc cho tới 30 phút luôn, và buộc mà mình phải đưa Binet đi cấp cứu vì không biết chuyện gì xảy ra á. Thì là do Binet hay đầy hơi, và trong cái khoảng thời gian từ 2 tới 4 tháng là Binet rất thường xuyên bị nôn trớ. Và bữa giờ mình cũng có nhận được rất là nhiều tin nhắn của mọi người hỏi mình là bé bị nôn trớ thì phải làm như thế nào á. Thì cái giai đoạn từ 2 đến 4 tháng là Binet cũng rất thường xuyên bị nôn trớ, cứ cách 1-2 ngày là lại nôn trớ một lần. Mà mỗi lần Binet nôn trớ là nôn hết cả sữa luôn, trớ vòi rồng ra cả mũi luôn, nhìn rất là xót. Mặc dù hiện tượng nôn trớ là hiện tượng rất bình thường đối với bé sơ sinh, nhưng mà mỗi lần nhìn thấy Binet trớ như vậy thì mình rất là xót và rất là thương con. Sau đó thì mình có lên mạng và tìm hiểu thì mình mới phát hiện ra cái loại men vi sinh này. Và mọi người biết không, cái men vi sinh này nó rất là ok nha. Đây là men vi sinh tự nhiên với các lợi khuẩn được phân lập từ sữa mẹ, và có thêm hai thành phần phụ nữa là tinh dầu cọ và tinh dầu hướng dương, thì đều là 100% organic. Cho nên đây là sản phẩm tự nhiên rất là an toàn và lành tính cho bé. Thì công dụng của sản phẩm này á, là giảm tỷ lệ nôn trớ, hỗ trợ hiệu quả đối với các bé quấy khóc về đêm, mà ông bà bình thường hay gọi là khóc dạ đề. Đó là tình trạng mà bé đang ngủ và ban đêm và tự nhiên bật dậy và khóc thét lên cùng một giờ như vậy, ngày nào cũng như vậy luôn á mọi người, thì đó là khóc dạ đề. Thì cái sản phẩm này cũng hỗ trợ giảm cho cái việc khóc dạ đề đó của bé nữa. Và ngoài ra thì sản phẩm này còn hỗ trợ tiêu hóa và trị táo bón. Và sản phẩm men vi sinh này thì rất là nổi tiếng, hiện đã được sử dụng trên 94 quốc gia, có cả chứng nhận an toàn của FDA và được khuyên dùng bởi Hội Nhi khoa Châu Âu và Tổ chức Tiêu hóa Thế giới.
khi mà mình đọc về sản phẩm này á, thì mình thấy ồ, cái sản phẩm này cũng khá là ok. Sau đó thì mình có hỏi bác sĩ của Pinet, nói chung là mình cũng hơi cẩn thận chút xíu tại vì cũng không dám dùng linh tinh cho con á. Thì mình có hỏi bác sĩ của Pinet và bác sĩ nói là ok, sản phẩm này dùng được. Và mình dùng cho Pinet hình như là tháng 3, tháng 4 thì phải, mình dùng được tới 2-3 lọ. Thì đúng là hiện tượng nôn trớ của Pinet giảm hẳn. Sản phẩm này thì mọi người có thể dùng hàng ngày cho bé từ sơ sinh, đặc biệt là những bé nào hay nôn trớ và khóc dạ đề. Khi sử dụng thì mình nhỏ 5 giọt vào muỗng và đút muỗng trực tiếp cho Pinet luôn. Mình có dùng thử và mình thấy men này có vị ngọt, rất là dễ uống. Dễ uống cả vitamin D nữa, cho nên là Pinet rất là thích. Không biết là mọi người có thói quen giống như mình không, là trước khi mà cho bé dùng cái gì á thì mình đều phải thử trước á. Mình sẽ thử coi là vị nó như thế nào, có ok không, có dễ uống không, hay là thuốc xịt mũi thì xịt vô có khó chịu hay không, kiểu như vậy, chỉ là cho an tâm thôi. Sản phẩm tiếp theo mình muốn giới thiệu với mọi người đó là dầu khuynh diệp Uki Pear. Thì mình có một chai lớn và một chai nhỏ. Chai nhỏ này thì để dành mang đi ra ngoài rất là tiện và nhẹ. Chai dầu này thì ban đầu mình không biết đâu, và mình nhờ ba Pinet ra hiệu thuốc Tây mua giùm mình dầu khuynh diệp. Thì ba Pinet đem về chai này, ba Pinet nói là chai này là chai của Úc, cho nên mọi người nên mua ở những hiệu thuốc Tây lớn để tránh mua phải hàng giả và hàng nhái nha. Mùi thơm rất là dễ chịu luôn mọi người. Mình có một thói quen là rất thích ngửi mùi dầu, cho nên khi mà mua về thì mình sẽ ngửi thử trước và mình cảm thấy rất là thông mũi. Những cái lúc mà mình bị nghẹt mũi á, ngửi sơ qua mùi dầu thôi thì cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Mình thường hay xức dầu cho Pinet vào ngực và lòng bàn chân trước khi đi ngủ để giữ ấm cơ thể cho Pinet. Ngoài ra thì khi mà đi tắm á, thì mọi người còn có thể nhỏ vài giọt dầu khuynh diệp này vào trong thau nước tắm của bé để phòng bệnh cảm cúm, bệnh sổ mũi, nghẹt mũi cho bé nha. Khi mà Pinet bị mũi cắn á, thì mình cũng dùng dầu này xức cho Pinet nữa. Thì chai dầu này không chỉ có một mình Pinet dùng mà là cả nhà mình ai cũng dùng luôn. Sản phẩm tiếp theo trong tủ thuốc của Pinet đó là rơ lưỡi đông pha. Một bịch như thế này thì có khoảng 5 cái nhỏ. Mình sẽ bóc thử một cái để cho mọi người xem nha. Đây, thì một cái là như thế này nè, có hình giống như cái tay, mọi người sẽ xỏ vào ngón tay và rơ lưỡi cho bé. Thì giống như là mình đánh răng hàng ngày á, thì bé chưa có răng á, nhưng mà bé cũng sẽ bú mẹ nè, cho nên là việc mà rơ lưỡi cho bé thì sẽ làm cho bé bú ngon hơn. Đặc biệt là đối với những bé bú sữa công thức thì mọi người sẽ nhìn thấy cái phần lưỡi của bé có động lại một chút xíu, bột trắng trắng á, thì mọi người sẽ rơ cho bé sạch lưỡi thì bé sẽ bú ngon hơn và bú tốt hơn. Khi mà rơ lưỡi cho bé thì mọi người sẽ mang vào ngón tay như thế này và dùng nước muối sinh lý nhỏ lên một vài giọt, rồi sau đó là chà trên lưỡi của bé, xoay quanh hai bên khoang miệng của bé là ok. Sản phẩm tiếp theo đó là nhiệt kế đo nhiệt độ để theo dõi nhiệt độ cơ thể của bé. Đặc biệt là những lúc mà khi đi chích ngừa xong thì mọi người cần phải theo dõi xem là bé có bị sốt hay là không. Thì mình đang sử dụng nhiệt kế MicroLife, mình mua ở shop con cưng, hình như là 700 hay là 800 ngàn gì đó. Và rất là dễ sử dụng luôn mọi người. Mọi người chỉ cần bấm nút mở lên và bấm nút start, rồi để vào trán của bé hoặc là tai của bé là có thể đo được nhiệt độ của bé rồi. Và cái nhiệt kế này thì mọi người cũng đã nhìn thấy trong video mà mình đo bình sữa cho Pinet á. Thì mình sử dụng nhiệt kế này để theo dõi nhiệt độ của Pinet. Trộm ví là suốt 9 tháng nay thì Pinet chưa hề bị sốt một lần nào cả, cho nên hiện tại trong tủ thuốc của mình thì không có thuốc hạ sốt. Và nếu như mọi người có đọc sách Để Con Được Ốm của bác sĩ Trí Đoàn thì bác sĩ có viết là sốt chỉ là một biểu hiện của một bệnh nào đó mà con đang mắc phải thôi. Cho nên là việc mà hạ sốt thì chỉ có tác dụng là làm trấn an gia đình tạm thời thôi, chứ không thể nào trị được nguyên nhân của bệnh. Nên mình nghĩ là khi mà bé bị sốt quá 38.5 độ C thì chúng ta nên đưa bé đến gặp bác sĩ để kiểm tra xem là bé đang mắc phải bệnh gì. Bác sĩ của Pinet có nói là khi mà Pinet mọc răng thì cũng sẽ không sốt đến 38.5 độ C đâu. Phần tiếp theo là về chăm sóc da cho bé. Thì trong video về cách chăm sóc cho bé sơ sinh mình cũng đã có lưu ý với mọi người là da của em bé sơ sinh thì cực kỳ là nhạy cảm luôn. Các bé sơ sinh thì thường sẽ bị khô da, cho nên mình cũng có giới thiệu với mọi người một sản phẩm, đó là kem dưỡng Cetaphil. Cái chai mà trong video trước mình để hình cho mọi người á thì không có vòi xịt như thế này, và chai sau này mình mua thì lại có vòi xịt như thế này, và mình thấy cái vòi xịt này rất là tiện. Mọi người sẽ bơm một lượng đủ dùng thôi. Cetaphil này có thể dùng được cho mặt và cơ thể của bé luôn. Khi mình giới thiệu cái sản phẩm này trong video trước á, thì cũng có mẹ phản hồi lại với mình là
mẹ bé đã chuyển sang sử dụng Cetaphil và thấy thật là hiệu quả so với lại kem dưỡng ẩm trước. Ban đầu thì mình dùng kem dưỡng ẩm Chico, nhưng mà sau đó thì các bác sĩ của Pinet giới thiệu cho mình cái sản phẩm Cetaphil này, và đúng là rất là hiệu quả luôn. Mình dùng chỉ có 2-3 ngày là da Pinet đã bớt khô đi hẳn, và cho đến bây giờ thì ngày nào tắm xong mình cũng sử dụng sản phẩm này cho Pinet hết. Và một sản phẩm nữa mình cũng đã có giới thiệu với mọi người trong video chăm sóc bé sơ sinh rồi, đó là kem chống hâm. Thì các bé sơ sinh thường rất là dễ bị hâm ở vùng mông, bị đỏ ở những cái vùng kẽ tay, kẽ chân và cổ. Thì mọi người nên dùng kem chống hâm để bôi cho bé hàng ngày. Kem chống hâm mình đang sử dụng là Chico. Thì những cái ngày đầu tiên từ bệnh viện trở về nhà á, Venus bị hâm khá là nhiều, nhìn đỏ rất là xót á. Và khi mà mình bôi Chico lên trong vòng khoảng từng 3 ngày là mình thấy những cái dấu hiệu hâm nó bắt đầu giảm dần rồi, và chừng khoảng 1 tuần là hoàn toàn biến mất cái dấu hiệu hâm đó luôn. Và cho đến bây giờ thì Venus không có còn bị hâm nữa. Trước khi mà bé đi ngủ thì mọi người nên bôi một lớp kem chống hâm cho bé để ngăn da của bé tiếp xúc với lại tả ướt á, thì bé sẽ ngủ ngon hơn. Và sản phẩm cuối cùng trong tủ thuốc của Venus mà mình muốn nhắc đến đó là kem dưỡng ẩm chuyên sâu Ceradan. Thì hồi hình như là khoảng 3 tháng tuổi á, Venus có bị viêm da cơ địa phía sau gáy. Ban đầu thì đó chỉ là một cái vết đỏ phía sau thôi, và mình đã bôi Cetaphil nhưng mà Venus bắt đầu bị ngứa và con rất là thường xuyên đưa tay ra sau gáy để gãi luôn. Mình cảm thấy là cái vết đã bắt đầu nó lan ra và nó càng đỏ nhiều hơn. Thế là mình mới đưa Venus đi khám bác sĩ. Thì bác sĩ có kê cho mình kem dưỡng ẩm chuyên sâu này, và mình sử dụng kem dưỡng ẩm này khoảng 2 tuần á, thì bắt đầu mình thấy cái vết đỏ đó nó bắt đầu giảm đi hẳn. Và mọi người có thể sử dụng kem này khoảng 2-3 lần. Đây là kem dưỡng ẩm chuyên sâu, có xuất xứ từ Singapore, dành cho da khô, nhạy cảm và da kích ứng. Bổ sung các thành phần tự nhiên giúp phục hồi hàng rào bảo vệ da, làm giảm sự mất nước qua da. Và mình cảm thấy rằng cái việc dưỡng ẩm của Ceradan thì chuyên sâu hơn là Cetaphil. Cetaphil thì mọi người thấy trên chai ghi là Daily Lotion, giống như là kem dưỡng da vậy á. Thì Ceradan là kem dưỡng ẩm chuyên sâu, sẽ cấp nước cho da bị khô. Thì bác sĩ của mình có hướng dẫn là bỏ kem này vào ngăn mát tủ lạnh, khi nào thoa cho bé thì lấy ra thoa. Thì khi mà thoa kem lạnh lạnh sẽ giúp cho bé giảm ngứa được hiệu quả hơn nữa đó. Vậy là mình đã chia sẻ với mọi người về tủ thuốc của Pinet. Đây chính là những sản phẩm đã giúp cho mình suốt 9 tháng vừa qua. Và trộm ví là Pinet chưa có bệnh nào nặng mà phải sử dụng đến kháng sinh cả. Con chỉ thường bệnh cảm, ho, sổ mũi. Tầm khoảng 1 tuần là con hết hẳn, thường đỉnh điểm là 2-3 ngày là sổ mũi nhiều và ho, sau đó là từ từ giảm dần và bớt hẳn sau 1 tuần. Thì có thể là một phần do Pinet sữa mẹ hoàn toàn, và khi mà trong quá trình ăn dặm á, thì mình cho Pinet ăn rất là nhiều thực phẩm, từ hành tây cho đến ớt chuông, cà tím, súp lơ, vân vân. Mình cho Pinet ăn hầu hết tất cả các thực phẩm đa dạng để tăng sức đề kháng cho con. Thì như ông bà mình hay nói là bé phải qua 3-4 tuổi thì mới hết bệnh lặt vặt. Có nghĩa là trước cái giai đoạn đó thì con sẽ thường bệnh lặt vặt á. Thì mọi người hãy chuẩn bị tinh thần để khi mà con bị bệnh thì mình biết cách để xử lý, để hỗ trợ con, để giúp cho con khỏe mạnh hơn. Khi mà mọi người có bất kỳ lo lắng nào thì mình nghĩ là mọi người nên đưa bé đi khám bác sĩ ngay lập tức. Bởi vì nhiều khi có những bệnh mà mình không biết được, và chỉ có bác sĩ là có hướng xử lý phù hợp thôi. Mọi người cũng không nên tự ý sử dụng kháng sinh cho bé. Khi mà bé bệnh, cái bệnh đó xong thì cơ thể con sẽ tự có kháng thể để chống lại bệnh đó. Việc mà sử dụng kháng sinh quá sớm sẽ làm cho bé giảm sức đề kháng sau này. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video của mình. Đừng quên like và đăng ký kênh, đồng thời nhấn nút chuông bên cạnh để nhận được thông báo khi mình có video mới vào thứ năm hàng tuần nha. Kết nối với mình trên Facebook và Instagram nữa nha. Tạm biệt mọi người.